Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Gear 4, trạng thái mạnh nhất hiện tại của Luffy từng được cậu thi chuyển để hạ nhiều đối thủ mạnh như Doflamingo, Cracker hay Katakuri cũng là thứ sức mạnh giúp cậu lên ngôi vị ngũ hoàng thông qua ngòi bút giật tít của Morgan. Ấy vậy mà khi đối đầu với các tứ hoàng như Kaido hay Big Mom, Gear 4 lại như một đòn gãi ngứa, đẳng cấp chênh lệch một trời một vực. May sao với bộ óc 20 IQ của mình, cậu đã nhanh chóng học được haki vũ trang cấp cao và cách bộc bá khí vào đòn đánh. Thế nhưng dường như nhiều đó vẫn chưa đủ để giúp cậu đá đít sinh vật mạnh nhất hành tinh, cậu cần bộc phát một nguồn sức mạnh mới bá hơn nữa thì mới có hy vọng. Giả thuyết Lu có thể thức tỉnh trái quỷ hay Gear 5 để đánh bại Kaido thì cũng không còn xa lạ nữa. Nhất là ở hiện tại, chủ đề Luffy có thức tỉnh được hay không càng trở nên hot hơn bao giờ hết khi cả Kid và Law đã cùng lúc mở hàng sức mạnh tiềm ẩn này. Vì vậy, để tránh cảm giác nhàm chán khi phải nghe đi nghe lại một giả thuyết nhiều lần, mình sẽ phân tích xem khả năng nào sẽ có phần trăm xảy ra cao nhất hiện tại qua video ngày hôm nay nhé. Quay lại diễn biến hiện tại, trước một con quái vật thực sự như Big Mom, Kid và Law đã sử dụng năng lực thức tỉnh của trái quỷ và đã thành công gây nhiều thương tích cho mẹ lớn. Chính bà cũng thừa nhận rằng ngoài những lần chiến đấu cùng mấy chục người đàn ông ở trên giường ra thì đây chính là lần đầu tiên bà cảm thấy đau đớn trong suốt nhiều thập kỷ. Song với sức mạnh vượt trội cùng thân thể kim cang bất hoại, Hà Thiên Lộn nhanh chóng phản đòn và bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Bà đã rút tuổi thọ của chính mình và ăn nó khiến cơ thể càng trở nên to lớn hơn, sức mạnh cũng theo đó mà bá thêm vài phần. Kid và Law sau đòn thức tỉnh kết hợp cũng đã tiêu hao nhiều sức lực, song cả hai dường như vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Qua đây có thể thấy mặc dù chưa thể hạ gục được Big Mom nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận khả năng bá đạo khi thức tỉnh. Vậy khi cả hai đồng minh cùng trang lứa đã xác nhận đặt cảnh giới cao nhất của một người ăn trái quỷ thì một thằng men như Luffy liệu có được thành Oda búp cho năng lực này khi giao chiến với Kaido hay không? Trước hết hãy cùng tìm hiểu nếu Luffy thức tỉnh Jagomu thì cậu sẽ được gì và mất gì. Đầu tiên là những lợi ích mà cậu nhận được. Nâng cao những tính chất của cao su, cậu có thể lợi dụng tính đàn hồi tối đa để nâng cao uy lực đòn đánh cùng khả năng chống chịu. Và nếu dựa theo những người đã thức tỉnh như Doflamingo hay Katakuri thì nguy cơ cao, Lu còn có thể biến môi trường xung quanh thành cao su và tùy ý điều khiển. Đến hiện tại, chúng ta có thể chắc chắn vào những khả năng đó, còn cụ thể ra sao thì cần phải chờ Thánh Oda gợi ý ở những chương sau. Vậy để trả giá khi sử dụng chiêu thức tỉnh, Luffy sẽ gặp những bất lợi gì? Dễ thấy nhất chính là cạn kiệt sinh lực, tiêu hao thể chất. Điều này đã từng được Law xác nhận ở chapter 1030. Những đòn đánh sẽ phải dùng phần lớn sức mạnh khiến cho thể lực người dùng suy giảm nhanh chóng. Chính vì vậy nó thường chỉ được sử dụng trong những tình huống nguy cấp như một con át chủ bài cuối cùng. Trong trường hợp của Luffy thì đây giống như một ván cược sinh mạng vậy. Nếu thành công cậu sẽ có cơ hội đánh thắng Kaido, còn nếu thất bại hậu quả sẽ vô cùng khôn lường, liên quan đến vận mệnh cả Wano lẫn những đồng đội đang chiến đấu. Vậy thức tỉnh trái ác quỷ có phải sự lựa chọn tối ưu hay không? Theo mình là không. Như đã nói ở trên, những lợi ích khi thức tỉnh trái Gomu có thể thấy cho đến hiện tại hầu như chỉ giúp gia tăng sức mạnh cho riêng trái quỷ đó. Việc biến đổi mọi thứ thành cao su cũng chỉ tạo thêm lợi thế chiến đấu cho người dùng. Nếu sử dụng nó để đối đầu lại với một kẻ sở hữu một trái doan mạnh mẽ như Kaido thì hy vọng vẫn còn khá mong manh. Việc đánh đổi số phận của bản thân lẫn những đồng minh đang hết mình combat qua đòn thức tỉnh mà kết quả vẫn mơ hồ như vậy thì có lẽ không hợp lý chút nào. Chưa kể những CP không có mặt trên đảo cũng đã bắt đầu hành động. Cuối trận chiến, nhiều khả năng còn có nhiều thế lực tham gia vào cuộc chơi. Dần dần, đối thủ mà băng mũ rơm cần phải vượt qua tại Wano xuất hiện ngày càng nhiều. Dù nhóm Luffy có chiến thắng Kaido và tiêu diệt băng bách thú, thì công cuộc trốn thoát khỏi nhiều lực lượng đang lăm le vẫn còn là một vấn đề nan giải. Vì vậy, nếu chẳng may Lu kiệt sức và bất tỉnh như khi chiến đấu ở Enies Lobby hay Dressrosa, thì sự an nguy của đồng đội mà cụ thể nhất là Robin sẽ đi về đâu? Tất nhiên chúng ta vẫn có thể hy vọng vào sự xuất hiện giúp đỡ của hội người nhà Luffy như Dragon, Shanks hay đại hạm đội mũ rơm. Song với những gì diễn ra hiện tại thì những nhược điểm khi thức tỉnh trái Gomu vẫn còn đem đến nhiều bất cập lớn hơn là lợi ích. Ngoài ra vẫn còn một lý do nữa khiến cho khả năng lù bật mút thức tỉnh khó có thể xảy ra ở hiện tại. Như chúng ta vẫn biết thì ngoài co giãn và cách điện ra, cao su còn có một khả năng khác nữa là giảm chấn động, chịu lực và triệt tiêu hầu hết tác động mạnh giữa các bề mặt. Trường hợp này đây lại là năng lực khắc chế cực mạnh của trái Gragura mà Zoden hiện đang sở hữu. Mà hắn thì dường như đang được Thánh Oda khắc họa như một đối thủ cuối cùng mà Luffy cần phải vượt qua để tiến đến ngôi vị vua hải tặc còn bỏ trống. Chính vì vậy sẽ hợp lý hơn nếu tác giả ém hàng và cho thanh niên não cao su thức tỉnh vào trận chiến cuối cùng với thanh niên răng sún. Từ đây có thể thấy một điều rằng khả năng lù đạt cảnh giới thức tỉnh cho bằng bạn bằng bè là không cao, thậm chí là không cần thiết. Và nên hãy cùng tìm hiểu tiếp với sự lựa chọn sức mạnh thứ hai, Gear 5. Trong SBS số 98, Oda cũng ngầm xác nhận Luffy sẽ bộc phát Gear 5 trong trận solo với Kaido. Chưa biết thời điểm đó sẽ là lúc nào, nhưng dường như Thánh đang từng bước thực hiện hóa điều này. Từ lúc đặt chân đến Wano, ta thấy Lu đang được xây dựng theo hướng phát triển mạnh về haki vũ trang cấp cao và bá khí. Chỉ trong một arc, liên tục cậu học được những sức mạnh mới, khả năng mới. Điều này chính là tiền đề dự báo vững chắc để cậu phát triển Gear 5.
Ngoài ra, việc để Law phát triển tập trung vào Haki cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho các nhân vật trong One Piece. Trái quỷ có Law và Kid thức tỉnh vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý bởi chúng có nhiều tiềm năng khai thác, mang lại sức mạnh to lớn cho người sử dụng. Đối thủ của họ lại là Big Mom. Trong khi xuyên suốt mạch truyện ta thấy cả hai bộc phát năng lực gì đặc biệt như Haki hay thể chất thì việc thức tỉnh là cần thiết. Còn với thằng Main, sức mạnh liên quan đến thể chất của cậu liên tục được bộc phát. Vậy nên việc cậu thức tỉnh trái Gomu cho bằng chúng bạn sẽ không mang đến nhiều bất ngờ và thuyết phục. Sự đa dạng trong tiềm năng nhân vật ở Wano cũng vì đó mà không có nhiều đặc sắc. Chính vì những lý do này, Game 5 dường như sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà Thánh Oda có thể búp cho Luffy ở thời điểm này. Vậy hướng phát triển của Game 5 là gì? Như chúng ta vẫn biết, Game 4 là sức mạnh chính của Law hiện tại. Ở trạng thái này, cậu có thể chuyển hóa theo 3 dạng là Bowman, Thangman và Snakeman. Với mỗi dạng là một khả năng riêng biệt và lợi thế khác nhau, song cũng có tồn tại một bất cập lớn là thời gian duy trì ngắn và tiêu hao nhiều sinh lực. Điều này cũng khá giống như khi thức tỉnh trái ác quỷ vậy. Cho đến khi phát triển đến Game 5, Luffy cần phải hạn chế được những nhược điểm này. Chưa hết, nếu duy trì Game 5 được trong một khoảng thời gian ngắn thì cơ hội chiến thắng Kaido cũng không khả quan hơn khi thức tỉnh là bao. Bởi lẽ mặc dù Kaido đã suy yếu đi nhiều do phải liên tục combat với kiểu Hồng Bao, nhóm 5 siêu tân tinh, Yamato và hiện tại là Luffy, nhưng hắn vẫn vô cùng mạnh. Việc có thể đánh bại một con quái vật vẫn đang còn nguy hiểm như vậy trong một thời gian ngắn thì không khả thi. Ngay cả khi có may mắn chiến thắng đi nữa thì cũng không đủ để thuyết phục và thỏa mãn sự kỳ vọng của người xem đang hàng tuần trò chuyện. Chính vì vậy, khi đã làm chủ Game 5, Law vẫn sẽ phải solo tiếp với Kaido trong một khoảng thời gian tương đối. Đến đây có lẽ nhiều người sẽ cho rằng nếu kéo dài thời gian như vậy thì làm sao có thể cứu Wano khỏi nguy cơ bị tàn phá khi đảo Oni đang trên đà rơi xuống Wano. Theo mình, việc Thánh Oda để Momonosuke phát triển thành một con rồng lớn là hoàn toàn có lý do. Nhiều khả năng vào những giây phút cuối cùng, rầm lòng sẽ tạo được hỏa vân duy trì sự cân bằng cho đảo quỷ. Điều này sẽ mang đến hai lợi ích. Thứ nhất là bảo vệ sự an toàn cho người dân và kéo dài thời gian để Luffy có thể bộc phát và làm chủ Game 5. Thứ hai, giúp đảo tránh được sự nhúng tay của các thế lực bên ngoài như chính phủ thế giới, con tàu Big Mom và nhiều lực lượng thù địch có thể xuất hiện trong tương lai. Quay lại vấn đề, những biến thể kia của Law hiện tại chủ yếu đều vận dụng những tính chất của trái cao su. Sau này khi đã trải qua 2 năm thăm ngàn cùng Rayleigh, cậu đã sáng tạo kết hợp trái quỷ và Haki tạo nên Gear 4. Và nếu cho rằng Law sẽ bọc Haki cấp cao vào cơ thể rồi thổi phồng cơ bắp thì cũng chẳng khác gì tạo ra một bản thể khác của Gear 4. Điều này cũng dẫn đến một hệ lụy khác là những nhược điểm như cạn Haki và hồi phục trong 10 phút chưa thể khắc phục được. Cũng biết rằng Luffy dường như đã làm chủ được phần nào Gear 4 khi ở Chapter 990, cậu có thể bật tắt bình thường mà không tốn nhiều sức như đã từng chật vật trước đó. Thậm chí đối thủ khi đó cũng chỉ là những con number bình thường, không phải những kẻ máu mặt như King hay Kaido. Tuy nhiên đó chỉ là hoàn thiện phần nào, cứ mỗi lần chiến đấu hết công suất là tình trạng hết Haki vẫn diễn ra. Vậy nên ngoại trừ trường hợp sẽ có lực lượng đồng minh xuất hiện ứng cứu vào cuối trận chiến thì cần phải hướng đến sự phát triển không cần Haki hoặc hạn chế nhiều nhất có thể. Song cũng không loại trừ khả năng bằng cách tạo nên lớp giáp vô hình từ Haki cấp cao mà Game 5 cũng phát triển từ đó cũng không chừng. Vậy sức mạnh Game 5 mang đến cho Luffy là gì? Theo mình, ở trạng thái này có thể sẽ có sự kết hợp và nâng cao tốc độ di chuyển của Bowman, khả năng phòng thủ của Thangman và sự co giãn của Snakeman. Đồng thời, bằng cảnh giới Haki đã đạt được tại Wano, Law sẽ vận dụng linh hoạt với Game 5 trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Giả sử với độ bền bỉ của Thangman kết hợp với Haki quan sát thấu thị một tương lai gần, tạo nên sức phòng thủ tuyệt đối. Hay những cú đấm từ Bowman hay Snakeman mà kèm với Ryo hay bá khí giúp tạo sát thương từ bên trong thì sẽ bá đến mức nào? Từ đó, thay vì dùng quá nhiều Haki để biến thể, cậu sẽ linh động cả hai, duy trì Game 5 chống đỡ mà hồi phục lại Haki. Trước hết, khi đã làm chủ được trạng thái mới này, ngoài việc tăng sức mạnh và độ lìa đòn vượt bậc so với Game 4, nhiều khả năng Law sẽ còn có thể hấp thụ đòn tấn công vào cơ thể rồi phản lại với uy lực tăng gấp nhiều lần. Điều này cũng tương tự như khi cậu sử dụng trạng thái Thangman hấp thụ pha đánh của Cracker rồi bật lại với sức công phá khủng khiếp khiến hắn ta bay như gắn phản lực vậy. Song sẽ là một version được nâng cao lên một level mới, đủ sức chống chịu lại những đòn ngư lôi bát quái của Kaido. Không biết các bạn có để ý hay không, nhưng khả năng này lại trái ngược hoàn toàn với trái bóng tối của Zoden. Nếu Law có thể hấp thụ và tấn công ngược lại với sức công phá đỉnh của Chop thì Teach lại phải hấp thụ và chịu cảnh sát thương tăng gấp 2-3 lần. Cùng với sức mạnh khi thức tỉnh thiên địch với trái Gura thì đây cũng có thể là một năng lực khắc chế cực tốt trái Yami nếu cậu đối đầu với hắn trong tương lai. Trên đây là những suy đoán của chuyện tổng hợp về khả năng trình làng kia 5 hoặc thức tỉnh trái quỷ của Luffy. Ý kiến của mọi người thế nào? Hãy để lại bình luận của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh em và hẹn gặp lại.